chú nó, chú uống ở đây rồi nấu cơm nấu nước ở đây luôn. Trời ơi, gắn mua cái nước cho thùng đi chú ơi. Là chú múc nước ở dưới lên đây đó hả? Thèn ơi. Nè, bữa tối chú có thắp nhang cho, thắp nhang cho cái ổ mối này nữa nè. Ông đi ngủ mã ma, tôi sắp cái một ôi, đi ngủ ngoài mã không hả? Ừ. Trời ơi. Ông kể một lần, ông nói ông đi ruộng, rồi ông nhậu làm sao đó, ông lọt xuống kinh. Thành ra ông vậy luôn. Chuyện ơi, rớt cái sông là lên là bị gì luôn? Ông có đi ruộng theo người ta ngoài ruộng á. Ông ăn mì là ông phải cuốn 5-6 cục vậy nè. Ông ơi. nhúm vậy nè. Ông cuốn mà tôi không biết, không hiểu ông. Tôi hỏi ông làm gì, ông nói mình đâu biết gì đâu. Ông nói vậy đó. Mến chào cô bác anh chị, hai anh em mình đi về hướng Gạch Sỏi thì dưới một cái dạ góc cầu nhìn bên tay phải thì thấy một cái đám gừng cây, nhưng mà xen kẽ đó là một cái túp liều rất là nhỏ cô bác anh chị. Đó, từ xa xa đó là mình thấy có một người nằm võng trong đó và có những cái chiếc niệm xung quanh, giống như một cái người mà ở trong gừng cây đó cô bác anh chị. Và ở đây mình đi xuống dưới góc da cầu thì mình thấy có những cái đống lửa nè, mình nghi là chắc của một cái người này đốt nè, ở đây nè, để nấu nướng gì á. Và có cái quần phụ nữ phơi ngoài đó nữa kìa. Đó, ở đây thì dưới da cầu có một cái con kênh gạch nhỏ. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ vào bên đó, nhưng mà trước khi đi mình không biết là cái hoàn cảnh của cái người này là nam hay nữ và cái biểu hiện sẽ ra sao, thì mấy anh em mình đi cũng rất là hồi hộp. Đậu chiếc xe dưới da cầu mà cũng còn hồi hộp của bác anh chị. Quần này chắc nữ quá. Cái người này chắc nữ quá. Quần này quần nữ. Nó có đường mòn nè. Kìa kìa. Đó, bên đó đó. Có một cái đường mòn đi qua bên đó nè. Còn bên đó là nguyên một cái rừng cây. Trong đó có một cái nhà, cái khuôn coi mộ á. Khu ngôi mộ. Ê, dọn dọn cái đường, có gì mình chạy ra. Kéo cái nhánh tre ra đi. Ừ. Bẻ cho nó gãy vô đó luôn đi. Đó, trời ơi. Ông đốt cái bụi cây ngoài trước á. Tre này tre gai hay gì vậy? À, cái đường lộ ở trên đó kìa mọi người, mấy anh em mình đi ngang là thấy kìa, đang nằm giống người đàn ông phải không, như là người đàn ông, người đàn ông ngầm trong túp liều đó mọi người. Chú nấu bằng ba cái cục gai đá, ba cục đá có ba thanh sắt, ba cục đá có ba cái thanh sắt. Chú có một cái chảo duy nhất à. Chú đang nằm võng à. Trời ơi, cái mụn chú văng ở đại ngoài đây luôn rồi nè. Có một cái thùng nước, mấy chiếc niệm này chú lụm của người ta quá. Chú đang nằm võng á mọi người, che một cái tấm đó lên để ngủ à. Tối chắc chú văng mùng ngủ đây nè ha. Còn mùng nè, chắc ngủ đây quá. Ê, lại kêu chú rồi đạt. Còn bên kia là khu mộ nha mọi người. Bên đây là cái khu gần cây còn nguyên thủy nè. Bên kia thùng mặc áo. Mấy cái niệm luôn ta ơi. Cái mùng thì chú dân góc này nè, chắc tối chắc chú dân mùng chỗ này ngủ. Cái mùng chỗ niệm nè. Trời ơi, mấy cái bụi chè ổ mối là nhóc hết trơn rồi kìa. Đâu kêu chú đạt. Hồi hộp quá mọi người. Mình không biết là chú có biểu hiện như thế nào không nữa. À, chú có nấu ngoài cơm kìa. Chú có ăn cơm chưa? Chưa hả? Dạ. Chú cho mấy con trò chuyện chút nha chú. Dạ. Chú văn mụn chắc tối ngủ đây hả chú?
Dạ, chú có thể ngồi lên trò chuyện với mấy con chút xíu được không? Mấy con gửi tiền cho mua đồ ăn. Dạ, dẹp dẹp cái đó đi chú. Ờ, dẹp cái đó bỏ trong đi. Đây là đồ ăn của chú. Dạ, đồ ăn của chú á. Đó, chú ăn xài mắm đường. Rồi này nồi cơm hay sao? Trời ơi, chú dân vậy là ở gì đây hả? Nồi cơm. Cái ly này chắc ly rượu hả? Trời ơi, người ở mình nên gì đó hả? Rồi có vợ con gì không? Thôi rồi. Thôi rồi. Rồi chú đi ngủ như vậy là bao lâu rồi? Hơn năm rồi. Hơn một năm trời. Nhà chú ở đâu? Xuống dưới đây chút xíu hả? Cái này dự của nhà. Đất nhà hả? Ừ. Ồ, đất nhà. Đất nhà rồi chú không có nhà cửa gì ở sao mà ở bụi lùm cây như thế này? Chưa có tiền cắt. Chưa có tiền cắt. Phải đất nhà không đó nha? Phải chứ. Có giấy tờ không? Giấy tờ gửi chưa. Đâu có chung. Rồi chú bao lâu rồi không tắm, con thấy nó đóng đen dữ vậy ạ. Ừ. Con xin lỗi nha. Lâu rồi, bao lâu rồi không tắm? Không, cái đó tự túc mình. Tự túc ha. Nhằm thi nữa tháng, nhằm thi hai bữa. Trời ơi, nhiều khi nửa tháng luôn hả? Ừ. Vui à. Rồi tài áo quần của chú đâu, con thấy con cái áo phát duy nhất ạ. Rồi để ở trên xóm. Để trên xóm. Trên xóm rồi, nhưng mà mình ngủ ở đây là một năm rồi. Đúng rồi. À, là tối văn mùng như thế này ngủ đây, rồi đi lên trên này văn mùng hay là mình ngủ giỏng này luôn? Đi ngủ bên kia. Dạ. Yeah. Ngủ trên này bên kia đấy ha. Rồi chú ở về rồi, lỡ mưa rồi sao chú? Mưa thì vô chỗ. Dọc cái da cầu ha. Ừ. Vô da cầu ha. À. Có khi nào ngủ trên chiếu này không hay ngủ giỏng? Chiếu móc hết rồi. Ừ. Trời ơi, đôi dép của chú dính gì mà sao kiến mấy con kiến vàng nó bu cái chiếc dép đó kìa. Kìa. Dính đường quá. Ừ. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? 52 rồi. 52 rồi. Ừ. Là ừ. Có con không chú? Chú có con không? Con đứa nè. Mà hiện giờ là người đó làm gì vậy chú? À, cũng bên thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện. À. Rồi sao con thấy niệm nhiều dữ chú? Sao cho? Cháu cho. Trời, chủ yếu là niệm không rồi, đâu có gì đâu. À. Với cái mùng cũng gấp hết trơn rồi. Rồi hàng ngày chú ăn uống thì sao? Hả? Hàng ngày chú ăn uống thì sao? Cũng vậy rồi. Cái đó bỏ rồi, lâu rồi. Trời ơi. Cái nồi của chú coi nè mọi người ơi. Bỏ đi chú ơi. Nồi này heo con nó thấy cả chừng nửa tháng nay rồi. Quá trời rồi. Nó hực lên á. Ừ. Từ sáng giờ chú ăn gì rồi? Không. Bỏ cơm 10 bữa nè. Cái gì? Có ăn cơm. Không ăn cơm 10 ngày rồi. Uống rượu không hả? Không mới uống. Không uống luôn. Uống bữa hai bữa nay. Mới uống bữa hai bữa nay. Ừ. Uống nhiều hay ít chú? Hả? Uống nhiều không? Có đâu xị. Xị ha. Rồi chú ở gì rồi tiền đâu mua rượu? Hả? Người ta cho hay gì? À. Chàng ngất ơi. Ta cho không? Dạ. Còn sức khỏe đi làm được không? Không có làm gì nổi. Chú nhậu nhiều chắc bị chú đi đứng bình thường không chú? Hả? Đi đứng bình thường không? Bình thường. Dạ. Hay mắt chú với da chú vàng chứ. Ừ. Chú ơi, rồi chú không ăn vậy rồi trong người đói sao chịu nổi? Đói thì đói chịu biết sao vậy. Ờ, 10 ngày rồi không nấu cơm ăn luôn. Bởi cái nhìn cái nồi là biết rồi. Là mình không có tiền mua đồ ăn hay sao chú? Đâu rồi. Hay là tại chú không chịu mua? Ý chú, đi đâu, dọn dọn. Hay là để dành tiền mua rượu. Rồi niệm quá trời nhìn niệm luôn à. Chú nấu ăn ngoài đó luôn hả chú? Rồi còn gạo còn gì không? Đâu, gạo đâu để đâu con đâu thấy đâu. Nãy hả? Cái thùng bê. Thùng bê ngoài kìa. Ê con coi coi gạo nhiều không nha chú. Chú để gạo trong cái thùng này nè mọi người. Hàng ơi, chú ở gì hay vậy trời. Đây nè. Một bịch gạo này người ta cho nè. 10 kg. Đó.
Để đây coi chừng nếu trời mưa xuống chú dẹp nha chú. Trời ơi. Rồi chú nấu ở đây vậy đó mọi người. Có gạo. Cái keo chao thì treo ở trên cái cây tre. Kìa. Trời ơi. Có gạo. Chú không nấu ăn. Đó, cái niệm. Vị trí chú ở thấy gùng gợn không mọi người? Đó. Đó, bên đây là cái đám gừng cây tre với gừng cây nha. Mấy con chim lớn nó kêu nghe ghê không? Bên đó thì một cái khu mộ. Trời ơi, mình lên mà kêu đi vô đây cũng không dám đâu. Trời ơi. Có một cái mền với cái mùng. Cái ổ mối quá to chỗ này luôn rồi nè. Ổ mối khủng khiếp luôn. To ghê ha. Đằng đẵng ổ mối bự nữa kìa. Căn bụi tre nẵng nữa kìa. Chú đốt ngang chỗ mối luôn nè. Đâu? Bên đây nè. Chú nói buổi tối có đốt nhang hả chú? Chú nói buổi tối có đốt nhang kìa. Chỗ ở gần gần thiệt mọi người. Mấy cây tre nữa kêu có cái có két và bên đó là nguyên cái gừng cây nguyên thủy luôn á. Cổ thụ không? Trời ơi. Ở gì một năm trời chú ở hay thiệt. Rồi rồi bữa tối chú ở đây á có gặp những cái điều gì không, mà những cái cây ổ mối này ghê quá chú. Có gặp ma không? Không gặp. Không có bị nhát hả? Cái này tôi ở thì được chứ ngoài ở người khác ở không được. Trời ơi. Vậy lúc trước giờ cái người khác ở đây có khi nào bị nhát chưa? Nhát sao chú? Nghe đồn sao chú, người ta nhát ha. Bởi vì con thấy cái khung cảnh ở đây thấy rùng rợn thiệt. Rồi trong đây là cái hộp sữa gì chú? Trời ơi. Rồi giờ có đói bụng không? Không đói thì sao giờ nấu ăn. Nấu ăn con thấy chú đâu có nấu cơm đâu. Mà thiệt là mười bữa nay là chú không ăn cơm luôn đó ha. Chỉ uống rượu thôi. Nước. Có uống nước không chú? Không. Rượu uống rượu có mồi không? Trái xài vậy đó hả? Trời đất ơi. Chú chơi trái xài. Trái xài với chấm nước mắm vậy là rồi là lai gai. Trời ơi. Sao chú không về gia đình mình ở đi? Không, mình có vợ lâu rồi. Thôi vợ lâu rồi. Rồi ra ngoài đây ở gì luôn? Rồi sao không ở nhà? Có nhà đâu. Có nhà bán. Bán hết rồi. Trời ơi. Có làm sao mình bán nhà làm chi vậy? Chỗ đâu quả? Hả? Bán nhà làm chi rồi chỗ đâu quả? Bán lâu rồi. Có làm ăn gì thất bại không? Không tại gì thôi vợ thì bán. Thôi vợ bán. Vợ ở đâu chú? Vợ thì có chồng khác. Cái chồng khác đó. Lúc thôi vợ là bao lâu rồi chú? Hai mấy năm. Hai mấy năm vậy lúc đó chú mới 20 mấy tuổi à? Là lúc mà thôi vợ là chú ra đây sống luôn chưa hay là sau này mới ra đây sống? Mới đây hả? Năm mấy rồi. Rồi trước đây là chú sống ở đâu? Hả? Trước đây chú sống ở đâu? Sống cứ đi làm mướn làm thi. Ở đâu cũng có. Làm ban. Rồi bao lâu rồi chú không có đi làm kiếm tiền nữa? Hả? Bao lâu rồi chú không đi làm kiếm tiền mà ở đây trên năm rồi? Không có đi đâu nữa. Bây giờ sống là nhờ ai có cho tiền thì xài không có thôi hả? Rồi sáng giờ làm được nhiêu rồi? Mấy cốc. Mấy cốc.
Cái này nước uống hay gì chú? Rồi hết nước luôn rồi. Rồi chú uống nước ở đâu? Ở đây con thấy có nước đâu uống. Dưới kinh đó hả? Trời ơi, cái kinh đó mà uống trời. Kinh nó nước do hầy cạn nghèo. Mà chú uống luôn hả? Múc lên rồi không đóng phèn gì luôn. Hèn ơi. Mua cái thùng nước uống, thùng nước sạch á. Không biết nguồn gốc chú ở đâu á. Rồi chú vậy rồi con cái đến thăm chú không? Nó không biết ở đâu luôn hả? Giờ bây giờ chú nhớ là còn người thân nào nữa không? Kể tên cho mấy con nghe coi. Người thân của chú á. Cái này xóm mà địa phương nhà. Địa phương ở đây là người thân của chú hả? Hồi xưa có phụ tới ở đây đâu có ở. Địa đâu. Phương ở đây là cái ấp xã gì chú? Ấp Xu Đũa xã Vĩnh Huệ. Ấp xã gì? Ấp Xu Đũa xã Vĩnh Ấp Xu Đũa hả? Xã Vĩnh Hòa Hiệp. Huyện chú? Huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang. À huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang. Tức là chú ở đây là người dân ở đây người ta cũng biết chú hết rồi ha. Là từng từng ngủ bụi cây này trên năm rồi. Tôi nói chung dòng họ ở ấp này cũng tới gạch gần tới gạch giá luôn á dòng họ. Không có. Quá trời nhiều quá. Không biết hết. Chú tên gì? Trình Úc. Họ tên chú tên gì chú? Danh Úc. Danh Úc hả? Ủa tên Danh Úc. Họ gì chú? Danh. Họ Danh, danh tên Úc. Tên Úc. 52 tuổi. Rồi con của chú không có lại về đây thăm chú sao? Chàng ơi. Người sống phiêu bạc ngủ bụi như thế này rồi ngày nhậu xì xì vậy đó. Rồi 10 bữa không ăn cơm. Mấy cái bọc này mấy cái bọc gì chú? Chắc định rượu quá. Trời ơi mấy cái rượu xà mì. Bông với rượu với mì với gói với mấy nước chấm. Hầu như là chú cũng không ăn cơm cái gì. Cơm chú nấu chú cúng đây luôn cái gì nè. Phải không chú? Cúng cơm luôn hả? Thôi cúng cơm cho ai chú? Rồi con thấy cái ổ mối đó chú đốt nhang là cúng chỗ ổ mối hay cúng ai? Cúng ổ mối hả? Có gặp ổng không cúng? Biết mà. Biết hả? Ổng có hiện ra cho chú thấy không? Ông mối đó. Nói chuyện thì được. Trời ơi. Ông mối đó nói chuyện với chú luôn. Có câu nói nào chú kể cho con hai con nghe coi. Thấy tò mò quá à. Đâu có biết kể đâu. Là chú ở đây thường thường là rất chiều ông mối có về thăm chú hay nói chuyện gì cho vui không chú? Hả? Ông mối á có thường nói chuyện với chú cho vui không? Thỉnh thoảng thôi ha. Ông mối này bao nhiêu tuổi rồi chú? Lâu rồi. Ở đây cái tiếng gì nó kêu? Cái con đó con gì kêu chú hay ghê quá chú? Con chim gì mà nó kêu cái tiếng ghê. Nó có thường kêu đây không chú? Hả? Nó có thường kêu đây không? Con chim nữa đó. Kêu. Thì chú không sợ sao? Sợ gì sợ. Chú ngủ gì mà sợ gì? Quen rồi ha. Vậy là lâu lâu hứng thì khoảng nửa tháng tháng mới tắm, còn xiên thì một hai ngày tắm hả chú? Hèn chi có chân chú đóng ngoài da đóng hết trơn à. Mình ở đâu? Mấy con ở Đồng Tháp. Tháp. Dạ. Tại chạy ngang thấy chú ngủ gì nè. Xuống hỏi thăm. Tháp ở khúc nào? Ở anh bản chú có người bà con nào ở Đồng Tháp không? Quen bên Tân Châu Hồng Ngự. À, Tân Châu Hồng Ngự, mấy con không có ở đó. Là quê sư bà xã hay gì? Có đâu quê. Chú hồi xưa chắc ca hát rồi hay hả chú? Có đâu. Ca cũng đỡ. Đâu chú ca cho mấy con nghe một đoạn nha. Nói chuyện không muốn nổi nữa. Nói gì chú? Chuyện ơi. Bắt nồi cơm lên đi rồi mấy con gửi tiền cho đi mua đồ ăn vậy ăn chú ơi.
Mà chú sống ở đây một mình nên mà không ăn uống như thế này thì lỡ có gì thì sao chú? Có gì chịu, có gì đâu. Tới đâu hay tới đó, tới đâu hay tới đó vậy hả? Trời ơi, lỡ có chuyện gì rồi ai mà lo. Rồi có còn ai thân thích mà lại đây để thăm, để trò chuyện với chú không? Lâu lâu có ai? Bởi vì đứa cháu bạn này kia. Cháu bạn? Ừ. Cuộc sống như thế này thì quanh năm xuất tán như thế nào hả chú? Ừ. Giờ trong túi còn tiền không? Còn 12.000. 12.000 chàng ơi. Được xì rượu không chú? Hả? 12.000 đó, được xì rượu không? Được hơn nửa lít, ba xỉ gì. Trời ơi. Thôi gắng uống ít thôi nha chú. Một ngày ví dụ mình ghiền mình uống chừng 5-7 ly thôi, chừng nửa xỉ thôi, chứ một xỉ là cái nó hơi quá đô, quá cao nha. Đây thôi, có duyên hôm nay con đi ngang ghé thăm trò chuyện chú, con gửi của ít lòng nhiều nha chú. Con gửi chú 200.000 ạ. Để mua đồ ăn, mua rượu ít thôi nha. Chủ yếu là mua đồ ăn để mình nấu cơm mình ăn cho có sức khỏe. Chứ chú đừng có dành tiền này để mua rượu cái cả 20 lít uống xỉu luôn ạ. À. Chúc hai cháu có nhiều khỏe lên. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Đầu trời ơi, chị vậy là chú hiền quá. Ăn thịnh vượng. Dạ cảm ơn chú. Được con chúc của chú như vậy mấy con rất là vui. Hồi nãy con nói thiệt chú nha, mấy con ở ngoài dưới dạ cầu đi vô đây mấy con hồi hộp á. Con sợ gặp những cái người, con cũng có những người mà ngủ giống như chú vậy nè. Người ta hơi cái có một cái gọi là có cái cơn á, vô trò chuyện không cho bắt đầu cái sợ la gậy á, sợ chảy mắt dép luôn. Mà chú gặp được chú như gì, chú hiền, chú nói chuyện con mừng quá. Gắng nha chú. Nhậu ít thôi để tiền mua đồ ăn. Có duyên có dịp nào nữa, nếu có đi ngang á, thì con ghé con thăm, con gửi cho quà thêm nữa. Cảm ơn nha. Dạ. Gán sống khỏe chú ơi, ăn uống đồ vô, đừng bi quan nữa. Lạc quan lên, đừng có gầu. Theo bây giờ chú không sống ở đây nữa, chú có nơi nào để sống không? Không, sống ở đây luôn. Sống đây luôn. Là tức là chú nguyện là ở mấy cái chòi như thế này đó hả? Trời ngất ơi. Hay là chú có lời nguyện gì với ông rồi mối phía sau không mà lại ở đây? Không. Rồi cái này là ai mặn chú? Cái này tôi mặn. Chú mặn luôn đó hả? Vậy là cái mảnh trên một cái đường đất này là của chú, gia đình chú ha. Dạ. Trời ngất ơi, mấy bụi tre này của chú luôn. Của cháu. Của người cháu. Ừ. Chú còn được bao nhiêu đất? Không. Đất ruộng, đất gì đâu chú đứng ra ngoài đây với mấy con cho đỡ mỏi chân chú ơi. Đi chú ơi, ra đây đứng nè, đứng cho khỏe chú ơi. Hỏi là cái chỗ vị trí của chú này là chú còn được bao nhiêu đó. Chú ngủ một cái như thế này nè mọi người. Rồi cái nước kinh là chú bốc vô thùng đem bên đây đó hả? Chạy chú múc ở đây hả? Trời ơi, ổng nó múc nước dưới đây nè mọi người. Thôi chú ơi, giờ lắm chú ơi. Kìa. Nước này đây hả? Ừ. Kìa chú do cơm ở đâu dưới đây luôn nè. Vậy là chú tắm rửa ở đây luôn đó hả? Còn cái nồi kìa. Nồi cơm bên kia kìa, chú ngâm bên trời kia ơi. Kìa. Nồi cơm đó hả? Trời ơi. Vậy là cái nước này là một cái gì? Cái hầm nhỏ thôi. Cái ao nhỏ xíu thôi, nước nó đen rồi nè mọi người. Bọt không rồi nè. Mà chú nói chú uống ở đây rồi nấu cơm uống nước ở đây luôn. Trời ơi, gắng mua cái nước cho thùng đi chú ơi. Là chú múc nước ở dưới lên đây đó hả? Thèn ơi. Tội nghiệp chú không? Xớt qua cái ca đó đem vô trong ha. Chú đem bên thùng cho nó lóng lại trong rồi chú múc qua cái ca đỏ này để uống. Ừ.
Sao chú không chịu mua thùng nước này nè, người ta có bán chú không? Mà mình không có tiền. Con mới gửi tiền đó, chú mua thùng hay thùng bé uống. Con thấy chú xài nước này con thấy sót quá. Chú bỏ tiền vô túi để hồi gớt đó chú. Chú ráng mua đồ ăn ăn nha, mua hộp vịt, mua này mua kia để ăn. Hèn ơi. Rồi tối là chú ra đây văn mùng ở đây ngủ hay là ngủ trên võng đó? À nằm với nó ngủ luôn hả? Rồi chùm mình lại hả? Chàng đất ơi, ngủ trên cái niệm đó rồi chùm cái mình lại. Rồi mũi sao chịu nổi chú? Kệ đi. Chàng ơi kệ đi. Đây là cái liều mà chú tạo ra đây. Dạ rồi thôi chú vô trong mát đi chú, để nắng chú ơi. Chàng ơi xót xa cho chú không? Ăn uống tại đây. Chú nói cái mảnh đất này là của chú nè. Mấy cái cỏ cây này, bụi tre này chú mới vừa đốn qua phát nè mọi người. Để chú mới có được cái chỗ nghỉ gì đó mà trên một năm nay. Rồi tối là chú nói ngủ trên đây nè. Nằm ở trên đây ngủ luôn rồi lấy cái mền này chùm lại. Mà cái khu này mình bước ở đây mình thấy rùng mình lắm mọi người ơi. Có két của mấy bụi tre, mấy cây cổ thụ ở trong kia. Nè, bữa tối chú có thắp nhang cho cái ổ mối này nữa nè. Ở đây mấy bụi tre gai không à. Cái khu mộ đó phải của gia đình chú không? Không. Vậy là của người ta ha. Của bà con không? Dạ. Rồi thôi, hôm nay có duyên con ghé đây ha. Rồi trò chuyện chú chút xíu. Con chúc chú gặp nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe nha. Nhớ nhậu ít lại nha chú. Uống ít thôi, rồi mình mua đồ ăn đồ uống mình ăn cho có sức khỏe nha. Dạ. Ngủ nhớ văn mùng á. Dạ. Thì đó, ổng lại ở đầu tiên ổng ngồi cho bụi chuối đó đó. Ở ngoài lùm không hả? Hả? Ông ở ngoài lùm không hả? Ổng đi dài dài, ổng đói, ổng cứ đi vậy đó. Rồi tôi thấy đói quá, cái tôi bới cơm cho ổng một tô. Tô cái ổng ăn, cái thấy ở đây có cơm ăn, cái ổng không đi luôn. Miếng tới, ổng đi ngủ mã ma, tôi sắp cái mùng ôi, chiếu. Đi ngủ ngoài mã không hả? Ừ. Trời ơi. Mùng chiếu, mền gì tôi cho đủ thứ đó. Nồi cơm, nồi gì đó. Rồi ngủ ngoài mã lâu không cô? Mấy tháng á. Chàng ơi. Rồi mà ngủ ngoài mã ma đó là không có cột mùng nữa nha. Ngủ không luôn? Không, ngồi. Ủa ngồi hả? Ngồi tạc quá. Tôi mới năn nỉ chồng tôi đồ kêu qua đây. Rồi cái nói nó tự nấu đi, thằng cháu nó không chịu đưa nó đâu, nó sợ ma. Nó nói vậy á. Sợ ma ha. Sợ ma. Cái mới cho gạo, đi mua lò, mua gì lại cho nè, nấu. Bởi cái lò ông nghĩ nấu à, ông vợ đi đằng kia. Cái tôi ông nấu bằng ba cục gạch. Cái tôi đem cái lò tôi mượn ổng nấu bánh xèo đem cho ổng mà nhưng cái lò tôi mua rồi cái ổng nói ổng không nấu lò ổng đi đó ổng dời trời lại ở đằng đó ha. Vì là ổng thích ở mấy bụi lùm không à, thích ở vậy không đó. Biết có bị ma hay là cái hay bị mất đằng dưới hay bị căng gì không mà sao rồi ở mấy lùm cây không nói ta á, là có nghe ổng kể một lần ổng nói ổng đi ruộng rồi ổng nhậu làm sao đó ổng lọt xuống kinh thành ra ổng vậy luôn. Chuyện ơi, rớt cái sông là lên là bị gì luôn? À, không có đi ruộng theo người ta ngoài ruộng á. Rồi cái ổng tỉnh lên là ổng vậy luôn nè, ổng nói vậy đó mình cũng không biết. Thường thường mấy vụ đó người ta gọi là hay có mà mắc cái bệnh đó, người ta gọi là mắc đằng dưới á. Cô là chú này có vợ con gì đây không? Có, nghe nói có nhưng mà tôi không thấy. Chú nói là thôi lâu rồi. Thôi lâu. 20 mấy năm rồi. Thôi lâu rồi, nghe nói con cũng có, ổng có cháu rồi. Dạ. Yeah. Có cháu. Mà giờ con, vợ con không có nhìn hả cô? Không có thấy đâu, thấy ổng ở đây miết gì đâu có thấy ai đâu. Là gốc ổng ở đây luôn hả gì cô? Gốc ở đây nè. Ngày xưa ổng ở xóm trong đó. Gọi đất bên đó là của ổng hay của ai cô? Của bà già tôi. À, vì mà ổng nói đất của ổng. Đất chứ, đất ổng đó, đất bà già tôi, đâu có chứ. Vậy chắc ổng cũng lẳng rồi. Nhưng mà thấy cái cách chú nói chuyện cũng vẫn còn bình tĩnh và hiền khô à. Ổng thì hiền, nó ngay ổng nói gì ai đó. Dạ. Nhưng ổng hơi nhậu
Cô thấy tội nghiệp mà cho cái gì? Giường lại đây ngủ mà ổng không chịu ngủ đó hả? Ổng đi ra ngoài đó, đó hả? Giờ đi đó đó, đồ ổng đóng đó. À, dưới già cầu này để cho đừng mưa gió mà ổng không chịu. Trời ơi, đầu tiên đâu chịu ở đây, năn nỉ dữ lắm kìa, ba thằng đó nữa kìa. À. Xung nhau. Tức là ngoài sau mình có cái giường nè. Cho ổng ngủ. Ổng lấy cái đồ cột mùng ổng chụm hết trơn luôn, tôi lại tôi la ổng cái sau này nè, mũi cắn mấy cột lại. Rồi cũng đi ra ngoài đó ở nữa, ra gần chùm mã thờ. Chàng tiên ơi. Là mã kia kìa chứ không phải mã này. Nắng là mã nhiều không? Một cái mà à, không cái. Có cột mùng, ổng ngủ ngồi không hả? Ngủ ngồi. Ừ. Ngủ ngồi không hả? Ừ. Hồi nãy hỏi ổng ở bên đó đó, chú ngủ ở đây không sợ ma sao? Không có sợ. Ổng ngủ hay không bị mà ổng nói người khác ngủ là bị à? Người ta lọt nước chết không ông hả? À. Ổng không sợ. Lọt mương mắt ha. Dạ. Sao mấy tuổi rồi. Bên xuồng á, kiện xuồng chết. Vậy là cái khu vực này cũng tâm linh nhiều ha, vắng vẻ. Cái chỗ đó là không thấy sao có ổ mối lớn như vậy con. Đúng rồi, nhỏ em nó không dám đốn, nó nói nó sợ. Là sao cô? Sợ phá ổ mối ha. Không dám phá, mình sợ vậy đó. Chỗ đó có tâm linh gì không con? Ổ mối đó. Không biết, nó không có nghe, nó nói gì mà nó nói nó tính đốn gì đó, cho gà đồ ăn mà không dám đốn, nó nói vậy đó. Ờ, à, tính đốn ổ mối cho gà ha. Đốn cho gà. Thấy ông đốt nhang cắm mà đó cúng ổ mối á. Trời ơi. À. Tôi cũng không hiểu ổng nữa. Khi ha, tôi đi đâu về, ổng ăn mì là ổng phải cúng 5-6 cục vậy nè. Ổng nhúng vậy nè. Ổng cúng mà tôi không biết, không hiểu ổng. Tôi hỏi ổng làm gì, ổng nói mình đâu biết gì đâu. Ổng nói vậy đó. À. Vậy là ổng có giống như có một hương linh hay một quan hồn nào theo ổng rồi đó. Bởi vì mới có biểu hiện như vậy. Rồi sao chú biết ổng ở đây? Chạy xe ngang, gặp thấy vậy đó. Thấy gì đâu nằm võng toàn ten, chống thấy tội nghiệp xuống hỏi thăm. Ông dài cũng lâu rồi. Ổng xuống đó hôm Tết. Hôm Tết bây giờ? Hôm 30 Tết á. Dạ. Là ổng dời. Tôi kêu ổng ở đây đi, sao không ở đi, ở đó làm gì? Đất không phải đất mình, người ta không có cho cắt đâu. Tôi nói vậy á, dù người ta cắt cho mà nhưng chủ đất người ta đâu có cho, tôi nói vậy đó. Mà ổng không nghe. Nó nè, nó còn hỏi nhà cửa đâu, xong ở bán lâu rồi, về nhà sao không cắt nhà nữa. Tiền đâu cắt, phải có tiền thì cũng cắt. Giáo ở bên kia kìa. Dạ. Giáo kiểu như cháu thì cũng muốn cho ở mà làm như ông không ở, tôi cũng không hiểu. Ở ngoài là thích vậy. Ở vậy, thích ở bụi. Ở bụi chứ giống như là trời ơi, cái nước trong cái ao đó ổng xuống ổng múc lên uống với ăn uống rồi muốn nước đó đó. Đâu. Đổi nước bình cho mà. Bây giờ ông múc nước ông xài, ông đâu có xài nước bình đâu. Hết, ông hết nước bình. Không à, không mấy bữa nay không ai lại đây nè. Ông xài nước đó không đó. Dùng đốn thứ hai che đi. Tôi bỏ cái dao cái gì đó đó, biết ông có đốn không nè, tính lời coi. Cái dao đi uống không? Thấy còn nguyên đó. Đó, cái dao. Ông nói là đói bụng quá không có làm nổi. Vậy hả? Dạ. Hồi nãy kêu chú ca chú tôi đói bụng quá tôi nói chuyện tôi không nổi. Tôi không dám vô, ông ở trong đó phải, ông ở đi ngang ở đây đi mình. Ông ở trong đó cho. Mà nãy em vô tiếp xếp mà tiếp xúc mà cũng hồi hộp cũng chết. Đúng sợ rồi, biết đâu cái này cái kia rồi rượt mình chạy. Tôi nói nếu mà ở đây đi, người ta đi ngang ta còn cho này cho nọ, ông vô trong đó ai vô theo ông? Không dám vô, ghê quá. Không dám vô, ai cũng dám vô, kêu ông ra đây mới cho. Dạ, chị cảm ơn chị rất nhiều ha. Đã chia sẻ thông tin hồi nãy mấy em vô trỏng thấy thương cũng gửi cho chú ít trăm để chú xài. Dạ.